Chào các bạn nha. Hôm nay mình có dịp ghé qua bên Bến Tre này các bạn, thì mình có thấy ba cái cây nguyệt quế này, nói chung là nó lớn khổng lồ nè các bạn ơi. Thì mình thấy mình quay lớn quá lớn đi, nói chung là nó cả những cái vùng trời các bạn. Thì nhà này người ta cũng có bán nè các bạn. Thì mình quay mình chia sẻ lại cho anh em nào mà cũng có nhu cầu trồng công ty, xí nghiệp hay cơ quan gì đó, thì chút mình cho số điện thoại của cái ông anh bạn mình, thì mình anh em cứ điện liên hệ ảnh ngay. Chứ còn cái này bự quá, mình không có mua về đem về gì nổi, này nó quá là lớn đó. Các bạn thấy hình dung bộ tàng của nó nè. Thì để mình quay qua đây mình cho các bạn nè xem nè. Thì mình bữa nay mình đi nó không có cái quay, mình quay bằng tay không, nó hơi lắc, thì xin các bạn cũng coi cũng thông cảm cho mình nha. Đó, các bạn thấy nhà nè. Đó, nhà này nhà lớn lắm, nhưng mà người ta không ở, người ta cũng đi giao cho nơi khác, tại các nhà các bạn ơi. Nhà này lớn lắm, nhưng mà nó có đặc biệt là nó có ba cây nguyệt quế. Phải nói là hồi đó giờ mình cũng không có chuyên gì nó, nhưng mà mình vô mình thấy lớn quá, mình cũng hết hồn các bạn. Thì mình chút mình sẽ quay tổng thể từng cây đây cho các bạn xem. Thì cái đường kính cái tàn của nó thì chắc cỡ 5 mét đó các bạn ơi, bề ngang 5 mét, nó cao lên cũng cỡ 5 mét đó. Để các bạn coi chót vót cái mình luôn nè, nhìn lên cao lên trời nè. Đó các bạn thấy nè. Mà ba cây nó đều y như nhau các bạn, đặc biệt người ta trồng trong cái bồn. Cái này cũng lâu đời rồi, nó có cái bộ đế gì lắm. Thì mình tổng thể vô sâu cây số 1 cho các bạn xem này nha. Đó. Các bạn thấy nó là người ta trồng lâu đời, nó bung cái bồn ra luôn nè. Thì cái này là cây mình tính cây thứ 1 rồi cho các bạn xem đi. Đó, các bạn thấy nè, để mình cho các bạn xem nè. Đó. Để anh ảnh ngồi nó ôm cái đây cho các bạn tưởng tượng nó đi. Đó, nó một ôm đó. Thì đó, các bạn nhìn ngược lên nè, qua chi cành của nó nè. Coi như là đặc nghẹt hết luôn, không thể nào tưởng tượng nó giáo á. Đó. Nó như là cái đám rừng vậy đó, nhưng mà nó rất là đẹp. Đó. Nè, mình đi quần quần tròn cho các bạn xem nè. Đó, cái bộ đế của nó nè. Nói chung chỗ này thì nó có hổng miếng này thôi, nó cũng đang qua, nó đang xuống. Nhưng mà đặc biệt là cái hoành nó rất là lớn nha các bạn, với dùng quai của nó nè. Đó, các bạn xem dùng quai chi cành của nó đó. Thì nói chung mình thấy nó cũng quá lạ, quá lớn đi. Thì mình quay rồi mình sẽ cho cái số điện thoại của ông anh này. Thì các bạn có mua hay gì thì gọi ngay cái anh này để các bạn liên hệ mà mua về để trồng xí nghiệp hay công ty gì nha các bạn. Để mình nhờ ông anh này, ổng sẽ vô ôm vô ổng đo cái hoành cây cho mình xem. Đo giùm cái hoành cái. Mình đo cái hoành thân thôi chứ cái hoành cũ đo không nổi đâu các bạn ơi. Cái bồn này bề ngang là 2 mét đó các bạn. Cái bồn đó. Đó các bạn thấy cái chỗ đó, trên chỗ mà cái eo nhỏ đó. Các bạn thấy không? Ở trên cái eo nhỏ là nó tới 90, 91 gì đó. Còn ở dưới thì nó xích xuống nó bự lắm. Xích xuống cả mét, mét mấy. Cái thước mình đo có được. Cái thước mình cái thước nhỏ các bạn. Thì các bạn thấy hoành đế với củ với chi nữa nè, nó đều giao ba cây, nó y khuôn như nhau các bạn. Mình qua cây thứ hai cho các bạn xem nè. Đó, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn cái bộ tàng nè, quá chừng cái bộ tàng nè. Thì cái này là cây chính giữa đi, này mình kêu cây số 2 đi. Đó, các bạn thấy cái chậu đó, cái chậu để gần cái gốc nó như cái gốc cây luôn các bạn. Cái gốc nó cũng như cái chậu mình luôn đó. Đó thì các bạn thấy là bộ đế này, tụi mình nghĩ ở dưới là đế dữ lắm các bạn ơi. Trong cái bồn mà nó cũng lâu đời, gạch mà trồng nó một gạch ra luôn là biết này cũng lâu lắm rồi. Cái này thì mua ba cây này thì đúng ra phải mấy anh em cứ thương lượng ngay cái ông anh này một chút, mình sẽ để một cái số điện thoại lên đó. Rồi anh em có mua thì liên hệ ảnh nghiên cứu đường ra, chứ cái này mình không biết sao đem ra đó các bạn. Con đường phải phá đường mới đem mày nổi, tại cái này nó quá lớn. Nói chung ngày trước giờ mình cũng mới gặp đó, mình thấy đó, mình thấy lạ quá với lớn quá, mình quay lại cho các bạn xem. Để anh đều hết các bạn.
Đây cái cây này cây thứ ba đây các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn bộ tàn của nó nè. Nhìn ngước lên trên trời nó như cái vùng trời đó. Là cây này cây nói chung là cây nào nó cũng y như nhau các bạn, này nó rất sung mà nó lớn dữ lắm. Đặc biệt là chi cành với ba cây này nó tàn y nhau các bạn. Đó thì các bạn nhìn xuyên qua bản liền đó, ba cây đó nó cũng như là tới ngọn cây dừa đó. Vô sát cái gốc cho các bạn xem nè, cây này cây thứ ba đây. Nói chung là nhìn các bạn nhìn xuyên qua nó ba cây chứ không phải một cây nha, nhiều khi các bạn nói mình có một cây quay tới quay lui nha. Đó các bạn thấy coi nha, dàn chi quay của nó nè. Đặc nghẹt luôn mà cái này các bạn leo rảnh được luôn nha. Đó, chứ không phải là mình nói không ấy. Này Hậu lại đôi cái này cái hả? Đó các bạn thấy bộ đế nôm nó dưới không? Mình nghĩ cái này là dưới nó còn dữ lắm các bạn ơi, tại cái bồn nó lâu đời quá. Nè, ôm cái góc này cái. Ôm. À. Đo. Đó, đo luôn. Đó các bạn thấy nè. Đó này mình đo này đo xích dưới cái thước thử coi nó đủ không. Không phải là xích lên miếng đi, xích lên miếng đi. Rồi chỗ đó thôi. Chỗ nhỏ nhỏ đó thôi. Giờ thử này. Cũng ngang ngang nữa cây kia. Cái chỗ đó nhiều. Đó, cái chỗ nhỏ nhất là 85 đó nha các bạn. Còn xích xuống một cái là nó nói chung là nó cũng cả mét á. Cái cũ cái cũ này giờ đo cái đường kính mà thôi chứ cái cũ đâu không có được. Cái cũ mà chỗ cái cuốn đặt á. Chỗ cuốn đặt đi qua chắc cỡ 8-9 tấc á, cả mét gì á. Nó bự lắm cái bồn này thì các bạn cũng tưởng tượng đi, bề ngang nó cái bồn này 2 mét đó. Nhưng mà nó đặt hết giáo gì trong cái bồn nè. Đó, các bạn thấy nó cũ nó chảy nè. Nó quằn quện vậy đó. Thì mình cũng thấy ba cây này nó cũng một là độc lạ với quá lớn các bạn ơi. Đó. Là lớn quá thì mình quay là mình chia sẻ cho anh em. Thì cái này ông anh này thì người ta cũng có giao lưu đó, cũng có bán gì định bán ba cây này tại người ta dời cái nhà đi nơi khác ở rồi. Cái nhà này lớn nhưng mà vậy cái này anh em mua thì công ty xí nghiệp nào thì cứ liên hệ cho ảnh. Thì mình sẽ chúc mình sẽ để cái số điện thoại ảnh lên trên cái tiêu đề này, anh em cứ liên hệ trực tiếp với ảnh chứ mình thì nhiều việc lắm, mình không có làm cái này nổi đâu các bạn ơi. Này nó lớn quá đâu có làm gì được. Đó các bạn thấy ở ngoài đi vô nè. Các bạn thấy cái nhà này rất là lớn nha. Ở dưới quê mà cái nhà này bị ngang 3 căn mà rất dài, nhà trước nhà sau luôn nha. Đó các bạn nhìn ba cây nè. Đó, cái này thì mình nghĩ trồng cũng lâu đời lắm rồi đó. Đó các bạn nhìn tổng quát nó coi. Đó nó cao hơn cái nóc nhà mình ở nha. Đó, các bạn nhìn xuyên qua đi. Đó, nhìn xuyên lại đẳng đi đó là ba cây nè. Đó, cái này thì cho các bạn xem luôn để nói cái cây nhãn cây gì nha, sát luôn là coi bông nè. Đó. Bây giờ thì các bạn lại đây thì nói ngay nó thơm bát ngát luôn, nó dụng bông đặt đất luôn mà. Nè các bạn nhìn nó dụng bông dưới đất nè. Trắng luôn thấy không? Nhưng mà cái mượt quế này thì theo mình thấy không biết sao chứ mình thấy hai loại nha. Cái loại da trắng này á, thì nó lâu đời, nó lâu lớn lắm. Còn cái loại da mỏng mỏng kia thì cái lá xanh bự bự các bạn, nó mau lớn lắm. Cái này thì cũng loại mình theo nghĩ loại hiếm á, cái này lâu đời lắm, lâu lớn. Các bạn lại đây thì đứng nghe nó thơm nặc nồng luôn á. Đó. Đó quá trời, nó cũng như là nó cao cũng như là cái cây dừa mình các bạn, nó kín nhà hết nè. Rồi hôm nay á, thì mình đi có dịp mình quay lại ba cái cây quế lớn này quá này mình cho các bạn xem. Thì anh em thấy hay thì nhớ bấm đăng ký cái kênh mình chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Còn cái cây ba cái cây này anh em mà có nhu cầu xài hay gì cứ liên hệ cái ông anh này thì chúc mình cho cái số điện thoại để nằm ở trên cái màn hình này thì các bạn cứ điện trực tiếp ngay ảnh nha cho nó dễ, chứ còn mình thì mình không có dành. Thôi xin chào các bạn nha.